Trong 3 ngày từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 4, trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ đã diễn ra chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần thứ nhất năm 2022. Chuyến tuần tra liên hợp lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm với hơn 250 hải lý. Lực lượng cảnh sát biển hai nước đã tiến hành các nội dung như điện đàm trao đổi, kiểm tra giám sát tàu thuyền của ngư dân, khai thác thủy hải sản trong vùng biển lân cận đường phân định, tuyên truyền các nội dung liên quan đến quy định về đánh bắt thủy hải sản, về quy chế hoạt động ứng xử trên biển, luyện tập chung phương án tìm kiếm cứu nạn trên biển. Chuyến tuần tra liên hợp đã thành công tốt đẹp, qua đó tiếp tục tạo động lực thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam Trung Quốc nói chung, lực lượng cảnh sát biển hai nước nói riêng ngày càng phát triển. Việt Nam và cảnh sát biển Trung Quốc lần này sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 4. Trải dài trên phạm vi 13 điểm từ đông bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến đông nam đảo Trần 14 hải lý trên đường phân định Vịnh Bắc Bộ. Lực lượng cảnh sát biển hai nước sẽ tiến hành các nội dung đó là điện đàm trao đổi, kiểm tra, giám sát tàu thuyền của ngư dân, khai thác thủy hải sản trong vùng biển lân cận đường phân định, tuyên truyền về quy chế hoạt động, ứng xử và tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con ngư dân, phối hợp luyện tập phương án tìm kiếm cứu nạn trên biển.